Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến tin tức thể thao Việt Nam. Hôm nay kênh DNMB Sport Việt xin chia sẻ tin tức thể thao Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo xem Công Phượng là át chủ bài của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ sau khi tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại Seoul FC 2-1 trong trận giao hữu chiều ngày 25 tháng 10. Sáng ngày 25 tháng 10, Công Phượng là một trong 7 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu ra sân tập luyện. Điều này khiến nhiều người cho rằng tiền đạo người xứ Nghệ được cho nghỉ, không phải ra sân trong trận giao hữu lúc 13 giờ chiều với Seoul FC. Sáng ngày 25 tháng 10, Công Phượng là một trong 7 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu ra sân tập luyện. Điều này khiến nhiều người cho rằng tiền đạo người xứ Nghệ được cho nghỉ, không phải ra sân trong trận giao hữu lúc 13 giờ chiều với Seoul FC. Tuy nhiên, bất ngờ Công Phượng được tung vào sân cuối trận, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam. Buổi tập sáng nay không quá nặng nên Công Phượng vẫn có thể thi đấu. Thêm nữa, tôi muốn đội giành chiến thắng nên tung cậu ấy vào sân, huấn luyện viên Park Hang-seo lý giải. Đây là lần thứ hai huấn luyện viên Park Hang-seo nói rằng cần bàn thắng nên sử dụng Công Phượng kể từ khi ông sang Việt Nam làm việc hơn một năm trước. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn luôn xem chân sút của Hoàng Anh Gia Lai như một át chủ bài trong những thời điểm cần đột biến. Công Phượng thể hiện rất tốt và gần như chắc chắn sẽ có tên trong danh sách 23 tuyển thủ dự AFF Suzuki Cup 2018. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách vào ngày 30 tháng 10 như dự kiến ban đầu. Ngày 8 tháng 11, chúng ta mới đá trận ra quân gặp Lào. Có thể ngày 7 tháng 11, tôi mới làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chốt danh sách. Các cầu thủ vẫn còn thời điểm thể hiện của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ. Giống như trận giao hữu giữa Incheon, tuyển Việt Nam bị thủng lưới trước. Tuy nhiên, lần này đội xuất sắc lội ngược dòng thành công nhờ hai pha lập công của Thanh Trung và Công Phượng. Tôi hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, đội mới chỉ đạt 80% mong muốn của tôi trong đợt tập huấn lần này. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc và làm việc cố gắng nhiều hơn nữa. Video đến đây đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn video tiếp theo. Nhớ nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Trân trọng kính chào tạm biệt. Bye bye.